Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: siết chặt quản lý và xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa; tình trạng lấn chiếm, gầm cầu vượt làm bãi đỗ xe gây mất an toàn giao thông. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ các vụ các cục quản lý chuyên ngành sở thông vận tải các tỉnh thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Bộ giao thông vận tải yêu cầu vụ pháp chế xây dựng các văn bản thi hành luật sửa đổi bổ sung số điều của luật xử lý vi phạm hành chính theo hướng tăng mức xử phạt nâng cao hiệu lực và tính gian đe đối với các hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông gây hư hỏng các kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô, quy định rõ trách nhiệm và tăng chế tài xử lý đối với đơn vị kinh doanh vận tải và chủ phương tiện vi phạm. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, chú trọng kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm. Trường hợp người điều khiển xe dừng chờ đèn đỏ dưới bóng mát để tránh nắng nhưng lại không tuân thủ các quy tắc an toàn khi dừng đỗ xe như điều khiển xe gắn máy dừng trên đường xe ô tô, dừng xe không đúng vị trí vạch kẻ dừng, dừng đỗ xe ở phần đường xe khác được phép chạy là vi phạm có thể bị phạt đến 2 triệu đồng. Theo khoản 4 điều 5 nghị định 100 quy định, người điều khiển xe ô tô mà dừng đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông sẽ bị xử phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. Dừng xe đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ Đỗ để xe ở lòng đường đô thị, hẻ phố trái quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt như sau. Đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, mức phạt cho hành vi nêu trên từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự, xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy, mức phạt sẽ là 200 đến 300.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 35 quy định không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Tuy nhiên, bất chấp quy định, tại thành phố Thanh Hóa, người dân vẫn ngang nhiên tiếp tục chiếm dụng gầm cầu để kinh doanh hay làm bãi trông giữ xe, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cầu vượt. Ngay từ trước khi có thông tư 35, khu vực gầm cầu vượt Nam Ngạn được bố trí như một bãi trông giữ phương tiện qua đêm, bất chấp nguy cơ gây cháy nổ đã hơn 3 năm trôi qua kể từ khi quy định cấm có hiệu lực, nơi này vẫn tiếp tục được biến thành bãi trông giữ xe như không có chuyện gì xảy ra. Nguy hiểm nhất là mặc dù hàng ngày trông giữ hàng chục phương tiện, nhưng tại đây không hề được trang bị các thiết bị báo và chữa cháy cần thiết. Không nói ai cũng có thể hình dung, với từng ấy phương tiện, nếu xảy ra cháy nổ, hậu quả vô cùng nghiêm trọng đến an toàn của cả một công trình giao thông có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Hiện nay một số các hầm cầu bây giờ có nhiều, có những hầm cầu bây giờ năm bảy chục cái cơ, nhưng không phải mà đủ các loại chứ không phải là một loại. Có xe ca, xe khách có rồi tất cả những cái này mà thời tiết nắng nóng mà trên là xi măng là nó rất dễ mà bùng phát là hỏa hoạn. Đáng nói là không chỉ ở riêng cầu vượt phường Nam Ngạn mà ở nhiều gầm cầu vượt như cầu vượt phường Quảng Hưng, cầu vượt phường Phú Sơn đều xảy ra tình trạng tương tự với nhiều dịch vụ kinh doanh khác vẫn ngang nhiên diễn ra ngay dưới gầm cầu. Xe đồ đông này khi mà xảy ra thì nó đang là thiệt hại rất lớn đến tài sản và về về tính mạng con người. Theo quyết định 4455 của Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa quy định về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý hành lang an toàn đường bộ, lòng lề đường, các trường hợp liên quan đến lấn chiếm hành lang, công trình đường bộ trên địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phường phải tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành, đồng thời tổ chức giải tỏa ứng chế các hành vi vi phạm. Tuy nhiên trên thực tế, hành vi này vẫn không hề được chính quyền các địa phương quan tâm chấn chỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.